Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Honda SH 305i dọn kiển full option rất ấn tượng đến từ một biker Việt. Cái chiếc Honda SH 305i từ khi được bán chính hãng tại thị trường Việt Nam đã tạo nên một cái cơn sốt trong cộng đồng chơi xe ở cả nước. Có rất nhiều các bản dọn xuất hiện từ cái dòng xe sang chảnh này. Và hôm nay chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng cái bản full option rất ấn tượng. Không chỉ thế, cái dàn đồ chơi cũng hoàn toàn là hàng độc lạ. Nhìn vào mặt tổng thể, các bạn thấy cái chiếc xe hôm nay khá là lạ, nhờ vào cái sự hiện diện phối hai gam màu hài hòa từ người chủ. Khi tận dụng cái tông màu xám titan làm chủ đạo, còn cái gam màu đỏ trên những chi tiết đồ chơi là điểm nhấn. Logo Honda đỏ và nhiều chi tiết đỏ khác mình nói sẽ vô cùng nổi bật. Dù ở góc nhìn nào nữa, nó cũng cực kỳ tinh tế. Và đây là cái cụm tăng của Acosta CC có mức chất thành nhìn chung cũng cao hơn cái dòng Domino. Chính vì vậy rất ít người sử dụng. Nếu không xét về cái chất liệu thì thương hiệu cụm Acosta sẽ không khác gì thì Domino ở chỗ đem tính cái khả năng cút ngắn hành trình như ga cho nước đề bạt nhanh hơn cái cụm casin. Tất cả các chi tiết như cái đèn pha đường mi của chiếc SH300i được làm mới lại, trở nên đậm hơn, đẹp hơn, kết hợp cùng với những chi tiết carbon nơi cái phần ốp đầu mặt nạ. Nhìn cái chiếc xe này chiến hơn phiên bản gốc rất nhiều. Cái bên tay thắng tận dụng cái dòng của Grand Public mức giá khoảng gần 10 triệu một tay, được nhấn nhá thêm những cái linh kiện như bản lề CC, cái chốt vàng cũng rất đẹp. Cái dòng cụm này có diện mạo bên ngoài rất là gọn gàng nên việc cắt khoét cũng không quá nhiều khó khăn lắm. Sử dụng trên mình cái cụm tay thắng màu đen thì mình đón những cái dòng sản phẩm đến từ Raceboy cũng tùy chỉnh là cái băng lề CNC kèm với cốt kể của Rainbow khá đồng và gọn gàng cho hai cái bên đầu xe. Nhìn hiệu này không thua kém gì ai hết. Cái dàn chân trước được nâng cấp hầm hố bằng heo dầu của Rainbow phiên bản Biris màu đen. Mẫu heo này với cái mã là 484 chuyên dụng cho những cái dòng lật cà và Racer là cực kỳ hợp lý. Những nhá xung quanh ta thấy được cái vỏ của Bichardin để thắng ấn tượng băng kinh S3 dành riêng cho cái dòng Honda SH. Cái kiểu mâm đồ chơi này thiết kế những cái cánh mâm nhìn đơn giản hơn cái mâm mà chúng ta thấy có cảm giác rất là gọn gàng. Tiếp đến với nhiều món đồ chơi nhỏ được trang trí ở nhiều cái điểm nhấn như phần ốc của lòng lửa hay là cái che cho bơm nước CC, cây bô full titan được bảo vệ bằng cái bộ chống đổ. Nói về cái phần bô thì đây là phiên bản của Overracing, phiên bản dành cho những mẫu tay ga với những cái vị trí được lên màu xanh tím vô cùng nổi bật. Ưu điểm là cái trọng lượng nhẹ vì được làm từ cái chất liệu titan. Nhược điểm là không có cái ốp bô nên có thể là hơi bị nóng khi vô tình chạm vào. Đa phần cái buộc sau anh em đều tận dụng cái dòng là Olin làm chủ đạo hoặc là Nitin cho nhìn sang chảnh. Nhưng chiếc xe hôm nay lựa chọn cho mình một cái tông đỏ đen, vì thế K-Test sẽ là một cái lựa chọn hợp lý đi cùng với bộ HBA như chúng ta đang thấy còn gì tuyệt vời hơn. Viro 150 dọn kiển tinh tế, các bạn xem sẽ bị nghiện. Thừa hưởng một cái ngôn ngữ đậm cái chất thể thao hầm hổ đi kèm với một cái mức giá hợp lý, vì thế cái chiếc Honda Viro 150 vẫn là mẫu xe hot sau nhiều năm ra mắt thị trường Việt. Nếu các bạn là người đam mê xe độ nữa thì các bản nâng cấp dưới đây chắc chắn sẽ làm cho các bạn phải đáng để suy nghĩ. Đầu tiên là cái cụm thắng Rainbow phiên bản là AZ siêu đẹp được tích hợp trên cái bình dầu rời kèm với cái nắp dầu CC siêu xịn sò. Bên cạnh là cái cụm tăng hay ga nằm trên đi cùng với cụ Sadia bao tay Dracula. Bên tay thắng trái phiên bản không gì khác đến từ Ý chính là tiếp em. Một cái sự kết hợp hài hòa giữa hai tín hiệu trái phải tạo nên một cái dàn đầu chất chơi thời thượng. Đóng bắt thêm ngay cái phần cổ lên luôn cái thanh trợ lực S kẹp cổ cho vị trí xịn sò giá trị hơn. Hiệu năng trợ lực đem lại không chỉ là đi kiển mà còn góp phần kiểm soát phần đầu tốt hơn khi chúng ta chạy nhanh. Cái cụm công tắc và chiếc xe sở hữu có mức giá khoảng gần 5 triệu đồng. Một cái dòng sản phẩm trang bị trên rất nhiều cái dòng mô tô của hãng Ducati. Nó bật không chỉ nhờ thiết kế bên ngoài bắt mắt mà còn đẹp gọn và được tích hợp thêm một cái phần đèn led xịn sò. Dàn chân trước bắt gặp heo của Fanderit 2bit đối xứng được tinh chỉnh làm đặt cái bát heo phù hợp chế đĩa của Guinness kích thước 260 đi kèm sợi dầu heo bấm đầu xung quanh là dàn ốc K5 làm điểm nhấn. Phụ trước là cái dòng của LCM mâm Rainbow 8K đi cùng chiếc vỏ Biri Rosso Sport. Càng tháng sau Inox đi cùng cái bộ ở dầu đồ chơi được làm biến tấu lại nhìn nó cực kỳ màu sắc. Âm thanh quy lực hơn còn hết nhờ vào cây bột bóng Ross. Cái mẫu bô này mang cho mình kiểu dáng cũng khá gọn gàng. Cái phần cổ bô được làm chất liệu titan. Vậy còn ở bên trong của cái dòng AB thế hệ mới với cấu trúc dài hơn cái phần cái của phần Varozin.
Chi tiết mình muốn nói đến chính là khôi phục Âu Linh bình dầu điện nằm trên, dành riêng cái dòng lọc Vodolix sử dụng, mức giá khoảng gần 60 cây. Người chủ đã mất thêm cái chén phục CC. Dây áo người chủ hướng tới cái gam màu đen, nhường cái sự nổi bật cho những chi tiết đồ chơi còn lại. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hãy chi tiếp nhớ like, share, subscribe.